Mặc vô thử lại tại vì nó tới 3 cao rồi. Ồ, cái đó bự hơn. Cái này là tắm, mà cái đâu cần mặc đâu. Nhiều khi tắm con mặc gứt chứ, nó cho nó ấm. Cái này bự quá nè. Bự quá. Ê, cái này đẹp quá mà. Không, nó lột qua cái áo thì cũng... Cũng để cũng được, nhưng mà... Thôi. Nhỏ phải không? Thôi, ồ, trả lại. Cái thằng nào vậy? Cái bao của nó đâu anh? Cái nào? Cái bao của nó đâu mình mới trả lại được. Yeah. Đây. Cái thằng nào vậy? Thôi cởi lên. Ủa? Để nào mặc áo kia. Quen phải không? Cùng. Đâu đâu? Hình như quen mà. Để Phan mặc lại cái áo đi. Phải không? Thơm dễ sợ nha. Thơm nha. Ủa? Quen phải không? Kia phơi. Không đâu. Sinh nhật Phan mấy tuổi? 3 tuổi. Nói rành quá. Cô này là cô nào? Cô gì? Cô tên gì? Cô gì? Rồi ghê quá. Xạo nó biết rồi. Ba ơi, con đó, anh lại chơi với em nè. Thôi chú Nhật cho ông nội mua quà con ha, vô không giỏi cưng nha. Khoa này ngồi chỗ không yên nè, cũng quậy nữa. Khoa ngồi gần cháu anh nè, quay hết mọi người đi con. Kìa Khoa ơi, Khoa nhìn kìa. Hiếu kêu đi. Hiếu Khoa. Đó, quá đã không? Giống y chang rồi đó. Hết sĩ rồi đó. Nè, anh, ba con quay phim nè, cười. Ủa, cái nào quay nổi cái đi, Phan hung nổi cái đi. Cái nào hôn nữa. Đó. Em biết hay. Cậu có Bình cái nữa. Không có Bình miếng nữa. Quay phim rồi đó. Tuổi con gì? Giỏi. Rồi chú Hiển tuổi con gì? Con gồng đúng rồi. À. Rồi ông nội tuổi con gì? Ông nội tuổi con gà. Ồ, giỏi. À, bà nội tuổi con gì? Bà nội tuổi con gà. Gà nữa, giỏi. Bà ngoại tuổi con gì? Bà ngoại tuổi con dê. Con dê. Ông ngoại tuổi con gì? Ông ngoại tuổi con gồng. Rất giỏi. Mẹ tuổi con gì? Gồng nhiều lắm nhà này con. Chú Hiển tuổi con gì? Mẹ tuổi con gì? Ba tuổi con gì? Ba tuổi con gì? Hợp luôn. Chú Hiển tuổi con gì? Khoa tuổi con gì? Khoa tuổi con gồng luôn. Con gồng luôn.